Nếu bạn là một người yêu thích điện ảnh thực thụ, chắc hẳn bạn đã từng nghe đến cái tên Chuyện tình say đắm, True Romance. Bộ phim kinh điển ra mắt năm 1993 này kể về câu chuyện tình yêu nồng cháy giữa Clarence và Alabama. Được chấp bút bởi Quentin Tarantino, chỉ đạo bởi Tony Scott và quy tụ dàn diễn viên sáng giá bao gồm Christian Slater, Patricia Arquette, Brad Pitt và Gary Oldman. Một dàn diễn viên trong mơ là một trong những tác phẩm đầu tay của Tarantino, Chuyện tình say đắm đã không gặt hái được thành công ngay lập tức tại phòng vé. Quả thật, thành công nào mà chẳng có khó khăn. Tuy nhiên, những đoạn hội thoại sắc bén và dàn nhân vật đầy ấn tượng đã dẫn chinh phục trái tim của giới phê bình và khán giả. Tài năng của đạo diễn Scott kết hợp cùng phong cách kể chuyện độc đáo của Tarantino đã tạo nên một bộ phim thật sự xuất sắc. Đặc biệt, phân cảnh giữa Dennis Hopper và Christopher Walken là một tuyệt phẩm điện ảnh thực thụ, xứng đáng được ghi danh vào lịch sử. Một kênh phim để đổi, và dĩ nhiên, không thể không nhắc đến màn hóa thân xuất thần của Gary Oldman trong vai Dresel Spivey. Bất chấp khởi đầu không mây suôn sẻ, Chuyện tình say đắm đã trở thành một bộ phim kinh điển của thập niên 90. Bộ phim là minh chứng cho thấy đôi khi chúng ta cần thời gian để thực sự trân trọng một kiệt tác. Giống như việc thưởng thức một tách trà ngon, chúng ta cần thời gian để cảm nhận hết hương vị tuyệt vời của nó.